Hello anh em, tình hình là hôm nay đội GMB có trận banh ở sân này, ở gần nhà mình, ở bên Thống Nhất, mà đường đi vô sân này sân trong kia kìa, mà đường đi vô sân đó, anh em nhìn thấy không, quạnh thiêu luôn, trong rừng xó tó luôn, gần nhà mình anh em ơi, Thống Nhất Gò Vấp, quẹo vô hẻm tới nè. Mình thì không đá được, nhưng hôm nay mình sẽ gắn chiếc camera này lên trên một bạn khác xe đá ngày hôm nay. Thì là ai thì chờ xem nhé. Gửi xe ở đây. Tới sân này. Rồi, đây có 1, 2, 3 sân 5 và 1 sân 7. Qua, wow, sân này có vẻ khá mới, cũng rất là đẹp. Khung thành mới, trang xà beng lưới đẹp lung linh luôn. Mà bãi xe thì đá không. Sân cũng rất là đẹp, rất là rộng. Khung thành lưới dày, không sợ rách lưới, vô là vô, không có chuyện mà bóng vô xong lăn ra sau lưới. Rồi điểm cho anh xem hôm nay có ai ha. Hello Khoa thầy giáo. Hello. Này ăn hành quá. Dễ gì ăn hành. Khoa thầy giáo chụp mà kêu ăn hành sao được. Làm sao ăn hành được, tại vì đã có những người xung quanh đây. Ok, ai tiếp theo ta? Rồ béo. Anh Lâm rồ béo. Hello. Bánh béo. Hiền. Ở em là gì Hiền là? Em Đức Hiền. Trần Đức Hiền đúng không? Dạ. Ok. Ra một nhân vật đến từ Cà Mau, Hiếu nhỏ Cà Mau. Các bạn đã xem Hiếu. Tôi Hiếu lớn Cà Mau. Bây giờ là Hiếu nhỏ Cà Mau. Phiên bản anh em song sinh luôn á. Ở Mỹ Trang luôn à. Rồi. Hào. Em là gì Hào ta? Dạ, Nhật Hào. Nhật Hào đúng không? Lâu quá rồi hè. Dạy hồng nữa. Trời. Mấy người là giới thiệu gì? Giới thiệu luôn. Chơi thật. Anh Tiến Minh. Rồi. Xin chào. Hai nhân vật này đang ngồi điện thoại rồi nên ra lát nữa nói sao. Còn ai trong sân nữa không? Hết rồi. Và bây giờ mình đang đứng cạnh nhân vật sẽ đeo camera ngày hôm nay. Xin chào mọi người. À, em tên là gì giới thiệu? À, em tên là Nguyễn Nhật Linh, sinh năm 2001. 2001. Anh hơn em gần con giáp rồi. Hơn con giáp. Lớn nhanh quá. Dạ. Mình già rồi anh em ơi. Ok, em thích cầu thủ nào nhất? Dạ, em thích là Fosco. Bonsco. Dạ. Dạ, Linh Scon. Được không? Được. Linh Bonsco. Ok. Được, nickname rất là hay. Dạ. Em đá vị trí gì? Sân dạ, 7. Em đá sân 7 thì tiền vệ à. Tiền vệ à? Tiền vệ ha. Dạ. Ok. Rồi. Đấu tốt à. Cảm ơn. Tình hình là trong lúc mình gắn camera ở ngoài thì trong sân đã có một bàn thắng rồi. Bàn đó của anh Lâm Rô Béo ghi bàn. Hôm nay mình không quay full trận nên ra chủ yếu là quay bạn Linh thôi. Mấy anh em GMB đá. Một pha giữ bóng rất cồng kềnh của anh Lâm Rô Béo. Chuyển cánh hay quá. Cột 2. Ôi trời ơi, vậy còn không vào nữa. Ông Si chán quá. Trong đây có số 18 tóc đẹp dữ. Ủa? Tự giác ngắt thôi. Còn không anh ngoài nhắc nha. Tốp Si. Lâm Đồ Béo. Ôi chà, giữ lại được mà anh. Hơi vội rồi. Dứt điểm. Wow. Pha chụp tốt. Cú sút rất mạnh. Gọi lên Si. Không hiểu rồi. Trời. Tốt quá. Trời. Hây. Thua. Quê. Này bỏ tay rồi. Cột 2 của ai vậy? Đây là anh Minh. Bạn mình ở ngoài Hà Nội. À, hôm nay có dịp vô đây đá banh chung. Rồi,
Linh đã vào sân. Ok. Mình đánh giá cao pha xử lý này, bình tĩnh, tự tin và có ý đồ rất là rõ ràng. Khoảng trống trước mặt là còn rất nhiều nên quyết định giống bóng thêm được 2 nhịp để tiến gần hơn khung thành, để tung ra cú dứt điểm bằng chân trái. Tuy nhẹ thôi nhưng đủ hiểm hóc để thủ môn chỉ biết đứng nhìn. Xin lấy người bằng số anh xe. Anh Hiếu. Huy. Anh chạy, anh đi qua. Không qua được rồi. Hay. Chừng ta. Theo Hiền. Trời Hiền ơi. Vô. Kỹ Hiền. Giữa con một kìa. Anh Hiếu. Toàn cảnh này anh Si ơi. Anh Si.
lên cánh, lên cánh này. Đã lên hết tôi thượng nếu ơi. Không ai hỗ trợ đâu. Anh Lâm, anh Lâm. Đây là bàn thắng thứ hai của Nhật Linh trong trận thi đấu này, và với một cái góc tương tự với bàn thắng đầu tiên, nhưng lần này em ấy đã tung ra một cú lật lòng bằng chân phải. Sự khác biệt này nằm ở hướng dốc bóng di chuyển. Ở bàn đầu tiên thì Linh dắt bóng hơi chết ra ngoài, còn bàn thắng thứ hai Linh dốc bóng thẳng hướng vào khung thành. Tư thế này thì đặt lòng sẽ dễ ăn bàn hơn. Theo giữa, theo giữa, theo. Nắm áo vậy, máy vậy mày. Em. Lỗi mình ơi. Ơi. Ô. Bài. Mắc kỹ vô đi anh ơi. Hết. Nhớ dùng vệ lên xí. Thế là xí đó dùng vệ đi, có thông tin. Anh hiểu vậy. Anh Trung nhắc em, anh Trung. Sao? Bình được. Ăn luôn xin. Đi luôn.
À, màu sắc quá. Cứ đứng lại cứ nhận hả? Giữ không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi 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 rồi. Hai pha, hai pha. Mạnh chưa anh? Đó mạnh chưa? Ê. Đấy. Không không không. Em nhanh. Đứng đi. À. Mình. Không thấy anh xe, không thấy anh xe. Em xe. Anh xe, anh xe. Mày ăn mừng chứ gì hiền? Hiền ơi, đừng chơi từ từ thôi. Anh Si. À, góc bài đó Si ơi. Người sau đá sao? Lỡ tại anh chiền, lỡ tại anh chiền. Dạ tiếp đi, tiếp đi. Ok anh Khoai. Dạ. Dạ, ok anh Khoai. Hết lỗi. Xin lỗi vô camera nha. Nay đội thắng gác 3 trái. 6 bàn. Gác 3 trái, em ghi được mấy trái? Em ghi được 2 bàn. 2 bàn, có kiếm tạng bàn nào không? Dạ, có 1 bàn kiếm tạng. Thấy chạy cũng dữ ha. Đeo ai lại mức sức mạnh. Em thuận chân phải đúng không? Dạ, đá được 2 chân luôn. 2 chân luôn. Dạ. Ghê, 2 chân. Ok. À, anh em thấy hay nhớ like, đăng ký kênh nha. Và... à, chấm điểm Linh Linh Bonscon ở dưới nha. Nha. Cảm ơn tất cả mọi người, nhớ like và đăng ký kênh của anh Thi nha. Yeah, bye bye. Bye bye.
Hello, hello, đi về, đi về. Bây giờ là 11 giờ khuya, anh em mới ra khỏi sân và đi về. Đó, xe phía sau chiếu đèn lên. Và đó, trời ơi, cái sinh vật gì đó nằm đâu đây? Mình đang đi về hay là mình đang đi đâu? Woo! Đây là đâu? Ai nói cho tôi biết đây là đâu? Nghe nói là ở đây cách nhà mình có 2 cây số thôi, 3 cây. Nhưng mà mình không biết là ở đây là đâu luôn. Đang ở quê. Mà đang ở trong khu nào vậy trời? Bụi quá trời bụi luôn. Trời đất ơi.